Trưa 24 tháng 10, ông Nguyễn Đăng Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, khoảng 10 giờ sáng 24 tháng 10, một người nhà bệnh nhân đã rơi từ lầu 7 của bệnh viện xuống đất và tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là nam 32 tuổi, ngụ xã Ea Kên, huyện Krông Bắc. Theo đó, vào sáng 24 tháng 10, nạn nhân đến bệnh viện để thăm chăm sóc cha bị xuất huyết não, vừa được mổ đang nằm điều trị tại khoa ngoại thần kinh tại tầng 7 của bệnh viện. Khi lên tới lầu 7 thì bỗng nhiên người này nằm giữa lối đi và có dấu hiệu động kinh. Ngay sau đó, các bác sĩ đã đưa nạn nhân xuống phòng cấp cứu, chụp và kiểm tra sọ não. Khi tỉnh lại, người nhà của nạn nhân đã xin xuất viện và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đến khoảng 10 giờ thì người dân bất ngờ thấy người đàn ông này rơi từ lầu 7 của bệnh viện xuống đất và tử vong. Hiện Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã báo cáo cho cơ quan công an để phối hợp tiến hành công tác khám nghiệm làm rõ nguyên nhân vụ việc.